Xin chào các bạn. Các bạn đang có mặt tại cửa hàng Vita Sao Mai, cơ sở 122 Nguyễn Hồng Đào. Đây là một clip mình quay để cho các bạn coi một cái sản phẩm, một cây custom của khách đã order đặt làm bên cửa hàng. Bây giờ cái đàn nó đang nằm ở trong cái hộp kia, bây giờ em giúp mở. Đang nằm trong hộp cứng này, mình sẽ đi chi tiết quay đạn cho các bạn nhìn về bề ngoài của nó. Khi mà để trong cái hộp cứng này, các bạn cảm thấy nó rất là lung linh đúng không? Thực sự nó là một siêu phẩm của một khách mà đã bỏ một số tiền không hề nhỏ custom riêng một cây. Về cấu hình gỗ thì cái đàn này thì được làm bởi về mặt là chúng ta anh nhìn đây, vân gỗ này là gỗ sendai, vân gỗ thẳng tắp luôn. Về lưng và hông thì là gỗ cẩm ấn, tên nước ngoài là robust, và bộ gỗ cẩm này là bộ master, bộ chọn. Em quay hàng lưng, quay lưng em dịch ở đây. Các bạn nhìn cái vân gỗ cẩm nó rất là đen, cũng như là cái đường vân gỗ của nó rất là già đúng không? Ok, bây giờ em ngồi ở đây, em ngồi ra xong rồi cho các bạn nhìn tổng thể. Cây đàn này thì khách của mình là bạn ấy custom là theo cái mẫu dáng thùng đàn là dáng D. Dáng D đầy, không cắt. Size là size big size lớn. Các bạn đang được xem chi tiết về cái cây đàn này ở bên ngoài. Một lúc nữa thì mình sẽ nhờ bạn sẽ test âm thanh của cây đàn này cho các bạn nghe. Và clip này thì mình đang quay bằng điện thoại. Ở bên ngoài thì nó còn lung linh và đẹp hơn khi mà các bạn trực tiếp sờ trên tay nó. Về cái trang trí họa tiết của cây đàn này ấy, thì các bạn để ý là xung quanh cần, dọc theo cần đàn này, rồi xung quanh thùng đàn này, thùng trước, mặt trước, mặt sau thì nó có hai cái đường chỉ ấy. Đây các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, bạn nhìn bên ngoài có một lớp mà màu hơi đỏ đỏ và một lớp mà nhìn nó giống kiểu là màu trắng ấy, thì cái đường màu đỏ đó chính là cây gỗ, gọi là gỗ giáng hương, một trong những cây gỗ mà mình hay sử dụng để làm những cây như SC10 hoặc là SO08, những cây đàn mà khá là cao cấp của Vita Sao Mai Custom. Thì khi mà chạy cái gỗ giáng hương này lên ấy thì làm cho cái đàn của chúng ta rất là nổi bật. Kết hợp với bên cạnh là chúng ta khảm, đây là khảm bằng ốc. Thì các bạn có để ý một cái cây mà mình bên shop mình có một cái cây cũng custom chạy bằng ốc, nó là cây SK01, là gỗ full, gỗ qua Brazil, thì cũng có họa tiết trang trí tương tự như cây này, nhưng mà cái ốc mà khảm ở cái cây qua nó là ốc xanh, còn đây là ốc hồng. Đấy, buổi tối thì nó lại thành màu trắng. Các bạn ban ngày các bạn nhìn xa, các bạn ôm ban ngày thì nó lại hơi hồng hồng. Đấy, ốc hồng. Về cái miệng lỗ này thì là cái miệng lỗ này thì các bạn nhìn rất là quen thuộc đúng không? Nó gần như là độc quyền của Vita Sao Mai. Và nó có ráp cái bột phát sáng buổi tối, khi mà các bạn để vào buổi tối tắt hết điện đi thì nó rất là nổi. Đầu đàn của chúng ta cũng là logo ngôi sao, vẫn là hai cái ngôi sao lồng với nhau đúng không, và vẫn được khảm bột phát sáng. Cần đàn thì là làm bằng gỗ mahogany. Em ngửa cái cần cho em, quay cái lưng lại cho em, quay ngửa cần. Đấy, sau cần
Đấy, các bạn nhìn cần vẫn là cần một mảnh đúng. Và cần thì bạn ấy yêu cầu là bạn ấy làm sơn mờ. Cái mà vệt trắng chạy ở giữa đây cũng là ốc đấy. Các bạn nhìn ốc, ốc hồng chạy. Với cái cây đàn này thì nó đang được trang trí bởi bộ khóa, nó là tên tuổi là bộ Gotong Bay. Đây các bạn nhìn rất là làm cho cây đàn trở nên hoàn mỹ và tăng giá trị thẩm mỹ, rất là đẹp đúng không? Và bền. Cái bộ Gotong Bay này mình không nhớ nhưng mà ngoài thị trường nó rơi vào khoảng từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu một bộ này. Đây, các bạn nhìn cần đàn này, nó rất thợ của cửa hàng làm rất là chi tiết, các góc cạnh nó rất là sắc nét. À, có một cái đặc điểm mà cái đàn này mà các bạn để ý ấy, đây chính là một cái nổi bật của cái dáng thùng đàn này là dáng D nên là nó rất là to, nên là mình có làm thêm cái vạt như này để khi mà mọi người ôm mọi người cảm thấy nó sẽ gọn hơn. Để ý lại một lần nữa đây cái vạt của nó. Ok, bây giờ thì mời các bạn nghe cái âm thanh mộc của nó. Trên đây là cái clip mà mình muốn làm để ngay cho các bạn, để các bạn xem được một cái cây mà bên Guitar Sao Mai đã custom làm riêng cho một vị khách, người nước ngoài. Anh ấy rất là thích hàng Việt Nam và cũng đã liên hệ với lại bên shop để làm cây theo ý muốn và có cái sự về custom thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên là các bạn có thể là custom riêng cái dòng sản phẩm mà các bạn thích và cái tầm giá các bạn mong muốn thì là bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ xem là các bạn nên làm cái giá như nào và họa tiết khảm như nào. Có thể là các bạn có thể cần làm ra có thể khảm họa tiết khác đây, hoặc là có thể khảm chữ ký tùy vào ý muốn, miệng lỗ hay là cái đường chỉ chạy quanh thùng. Ngoài gỗ giáng hương này ra thì chúng ta có thêm một cái gỗ là gỗ maple dòng 08. Đây dòng 08 này. Đây mày có cây 08 này. Đấy. Đây là cái gỗ maple, thì cái gỗ maple này thì nó màu nó trắng. Còn gỗ giáng hương thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ là màu nó hơi đỏ đỏ đó. Ngoài ra thì các bạn có yêu cầu đặt custom thì liên hệ với lại Guitar Sao Mai, liên hệ với hotline hoặc là inbox qua fanpage ở trên Facebook. Ngoài ra thì khi các bạn custom một cây thì các bạn có thể là mua một cái hộp như này. Đây là một cái hash cây hộp cứng đấy, chúng ta bảo quản nó rất là tốt và hiệu quả trong quá trình vận chuyển đi lại xa, nhất là đi máy bay. Thì cái hộp cứng này là bên mình đang bán là 1,500,000. Và khi mà các bạn custom như này ấy, là bên mình hỗ trợ giá thì là chỉ còn 1,3 triệu mua kèm. Đây, chúng ta xem lại một lần nữa cái cây đàn mình thấy là thực sự là rất là tuyệt vời và đẹp. Nó không những đẹp về cả hình thức mà âm thanh của nó cực kỳ là hay. Đây là nó còn chưa vỡ hết tiếng, có nghĩa là phải chơi, chúng ta phải chơi khoảng 6 tháng
về âm thanh nó sẽ vỡ dần. Nước sơn ở chúng ta đây, người nhìn cái nước sơn này nó rất là sơn PU 8 nước, nó rất là bóng bẩy, nhìn cái đàn nó rất là trở nên rất là đẹp. Được rồi, nhìn lại một lần nữa, quay cái lưng cho em. Ok, thì clip này thì cũng đến đây là kết thúc. Thì để các bạn có ý kiến đóng góp gì hay là muốn xem clip nào thì các bạn có thể comment ở dưới. Mình sẽ làm clip nào đó test một cái khác ở Guitar Snowman.